người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh có hình một cậu bé siêu anh hùng mặc chiếc áo khoác choàng rất là ngầu luôn nha. Và sau đây thì mình sẽ cùng với mọi người đi tô màu cho hình ảnh cậu bé ngày hôm nay nha. Tiếp theo là phần mặt nạ, mình sẽ tô màu cam nha. Và video tô màu cho chú bọ cánh cam đang bay trên bầu trời với những đám mây của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe kênh của mình. Phần mặt nạ này màu cam mình đã tô xong. Phần áo khoác choàng thì mình sẽ tô màu hồng nha mọi người. Và hôm nay mình sẽ tô màu với bạn một bức tranh, đó chính là một chú bướm đang bay dập lên trên hình tượng tạng, trên một bông hoa. Chúng ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay nhé. Tiếp theo là phần người thì mình sẽ tô màu màu xanh dương nha. Quần mình cũng tô màu vàng, màu xanh nốt. Phần đôi giày của chú bé này thì mình sẽ tô màu đỏ nha. Phần cái đai lưng thì mình sẽ tô màu xanh lá nhé.
Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng cho cái video này, cái bông hoa này. Và cái video tô màu của cậu bé siêu anh hùng này của mình đến đây đã hoàn thành nha mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tô màu tiếp theo trên kênh của mình nha. Đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tô vẽ tranh tiếp theo trên kênh YouTube của mình.